Ngày 20 tháng 1 năm 2024, Đại nhạc hội Sống Một Đời Có Lãi do Vietinbank tổ chức nhằm tri ân các khách hàng thân thiết sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thành lập ngân hàng. Là hoạt động nằm trong chiến dịch Sống Một Đời Có Lãi và nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập ngân hàng, Đại nhạc hội được tổ chức với mong muốn trở thành điểm tựa mang cả lãi về vật chất và tinh thần đến với cộng đồng. Với 4 chương: Sống Trẻ, Sống Nhiệt, Sống Thấu, Sống Tỏa, Vietinbank mong rằng các khán giả sẽ được sống trọn trong từng khoảnh khắc của đêm diễn. Sự kiện quy tụ dàn sao khủng của showbiz hiện nay, tất cả các nghệ sĩ sẽ cùng Vietinbank viết nên câu chuyện truyền cảm hứng đến khán giả với những mục tiêu đầy ý nghĩa và khát vọng bứt phá mọi rào cản để vươn tới thành công. Toàn bộ vé của Đại nhạc hội Sống Một Đời Có Lãi sẽ được dành tặng miễn phí cho 25.000 khách hàng thân thiết của Vietinbank.